Chào các bạn, hôm nay Blog 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện thiết lập và đăng video TikTok bằng phần mềm TikTok Blog. Để thực hiện được chức năng này, đầu tiên các bạn sẽ mở phần mềm TikTok Blog lên. Tại đây, thực hiện chọn vào mục đăng video. Đây chính là giao diện của mục đăng video sử dụng Chrome. Bước đầu tiên để thực hiện đăng video thì các bạn cần có tài khoản. Để thực hiện thêm tài khoản thì các bạn click vào tất cả để tiến hành tải tất cả danh sách tài khoản của bạn ở mục quản lý tài khoản TikTok sang. Cách thứ hai là các bạn thực hiện click vào mục chọn tài khoản. Thực hiện chọn những tài khoản mà các bạn muốn thực hiện đăng video. Sau khi đã có tài khoản, các bạn sẽ tiến hành thêm nội dung bài viết. Để tiến hành thêm nội dung bài viết thì các bạn sẽ có 3 cách. Cách thứ nhất, click vào thêm và nhập nội dung bài viết, nhập video các bạn muốn đăng. Tích vào mục đăng video hoặc là gian đo video trong folder. Tích vào video, thực hiện chọn video các bạn muốn đăng. Hoặc là tích vào gian đom video trong folder và thực hiện chọn folder muốn đăng. Đối với mục gian đom video trong folder, các bạn có thể tích thêm và xóa video trong folder sau khi đăng để tiến hành xóa video đó ở trong folder, tránh trường hợp trùng lặp cho những bài viết sau. Click vào thêm để tiến hành thêm cho danh sách bài viết. Cách thứ hai là các bạn chọn từ mục lấy từ TikTok ID, nhập danh sách ID hoặc là link ID mà các bạn muốn thực hiện lấy bài viết, hay là link tìm kiếm hoặc là hashtag. Click vào lấy video để tiến hành lấy video, hoặc là lấy từ Douyin thì các bạn nhập link Douyin hoặc là TikTok ID Douyin. Thiết lập số lượng bài muốn lấy hay là một số các trường mà các bạn có thể thực hiện tích thêm, như là xóa link hashtag, speed, group video. Click vào lấy video. Lúc này, phần mềm đang tiến hành download video theo số lượng bài mà các bạn muốn lấy. Sau khi đã có danh sách download video, các bạn sẽ thực hiện chọn bài viết mà các bạn muốn thực hiện lấy. Các bạn có thể bôi đen, chọn lưu bài đã chọn hoặc là lưu video. Click vào bài mà các bạn muốn thực hiện chọn để hiện ra quản lý bài viết. Cách thứ ba là các bạn click vào chọn. Lúc này phần mềm đã tiến hành thêm cái danh sách bài viết mà các bạn đã thực hiện lưu trước đó. Thực hiện chọn bài viết, click vào chọn. Sau khi đã có được danh sách bài viết, bây giờ các bạn sẽ thiết lập số bài muốn đăng cho một tài khoản. Thiết lập số lượng, hoặc là các bạn có thể tích vào xóa bài sau khi đăng để phần mềm tiến hành xóa bài viết của các bạn ra khỏi danh sách bài viết, hay là thiết lập chữ ký cuối nội dung. Click vào tài khoản, thiết lập chữ ký cuối nội dung, nhập nội dung các bạn muốn thêm, chọn xác nhận, tiếp theo cho các tài khoản sau. Cuối cùng, các bạn sẽ thiết lập số tài khoản muốn chạy song song. Trong quá trình sử dụng, các bạn sử dụng chạy nhiều tài khoản cùng một lúc thì các bạn nên có thêm công cụ đổi IP trong quá trình chạy, như là DCOM hay là Proxy. Thì tại đây, các bạn sẽ thiết lập DCOM hoặc là Proxy và tích vào mục reset DCOM để tiến hành đổi IP trong quá trình chạy. Cuối cùng là thời gian delay giữa mỗi lần chuyển bài.
khi đã có được thiết lập, các bạn sẽ tích vào bắt đầu để phần mềm tiến hành chạy. Mình sẽ thực hiện click vào bắt đầu. Tại đây, phần mềm sẽ tiến hành mở Chrome lên và thực hiện đăng video của các bạn trên trình duyệt Chrome. Đối với cơ chế chạy, thì phần mềm sẽ tiến hành random số lượng bài ở trong danh sách bài viết như các bạn đã thiết lập để tiến hành đăng video cho tài khoản của mình. Tài khoản thứ nhất đã thực hiện đăng thành công một video. Lúc này, phần mềm sẽ tiến hành chạy thời gian delay. Thực hiện đăng bài thứ hai. Như vậy là tài khoản thứ nhất của mình đã thực hiện đăng hai bài. Thực hiện đăng đối với tài khoản tiếp theo. Lúc này, phần mềm sẽ tiến hành random 2 bài ở trong danh sách bài viết để tiến hành đăng cho tài khoản thứ hai. Thực hiện chạy thời gian delay giữa mỗi lần chuyển bài. Như vậy là mình đã vừa thực hiện hướng dẫn các bạn thiết lập và đăng video cho TikTok của mình bằng phần mềm TikTok Plus. Nếu như trong quá trình sử dụng mà cần hỗ trợ thêm thì các bạn có thể nhắn tin qua page của bên mình.